thì nó bảo là một thằng cũng không được khôn ngoan chị ạ. À, nói chung là toàn kinh tế của toàn là con ấy hết. Con đấy nó làm gì mà ấy ấy chứ? Còn buôn mafia nữa. Kìa. Ta nhà Hùng nó chuyên thay pin đồng hồ. Nhà đấy, ba cái đấy bên này lắp sang không? Không, nó khác hãng cho sao được. À, cái to cái nhỏ, đầu chị với đầu em lại đụng vào nhau. Tưởng là nó vẫn là cái đầu. Đầu mũ vẫn là để đội mũ đúng không? Ra nó lấy 50.000 thế mua pin với bao tiền? 20.000. Thế lấy 30.000. Cái pin này nó to ngón tay cái, pin này là đương nhiên 50.000 tiền pin này trả được quá đéo rồi. 20.000 một đôi một chiếc. 30.000 thằng đạt đã mua 30.000 nữa hai quả. Thì bà Trinh về không dùng được, thằng Bắc lại bảo là cô ơi cái pin này là không được đâu, cô đi mua pin khác đi, rồi cùng cùng như này nhưng mà kiểu như là cái gì ấy. Cái dung lượng là nó chỉ được 2 ra chứ nó sáo quá lắm. Hôm nay em đem sang đây rồi, nó bảo là chịu chứ không cậy được đâu. Hôm nay mày đừng cậy, của tao đơn mà không cáo được mày đừng cậy. Sang nhà tiệm sách ở cạnh Hồng Diệp ấy. Bây giờ bảo báo nhận được cậy, thôi không cậy. Không chơi, bởi vì nó là mạch điện tử mày. Hôm nay anh Bắc cũng xem rồi, nó bảo là cái này hỏng mạch cô ạ. Hỏng mạch rồi, ông bảo Bắc nó là nhà kia ông Hùng Bộ ấy, ông ấy chuyên sửa chữa đồng hồ ấy. Đây, hỏng đồng hồ mà thay pin đồng hồ người ta đấy. Thấy không? Ông mà gần cái siêu thị Thủy Cường sát này. Ông ngồi xe lăn. Ông mà trước bà đến bà gì mà.